xe gây ách tắc giao thông tại trạm BOT có phải là hành vi trái luật hay không? Trưa ngày 14 tháng 1 năm 2019, bốn lái xe là Trương Châu Hữu Danh, Huỳnh Long, Ngô Phương và một người khác đã phản đối trạm BOT An Sương, An Lạc bằng cách từ chối trả tiền qua trạm, dừng xe tại trạm gây ách tắc giao thông. Để giải tỏa giao thông và xử lý vi phạm của những người này, lực lượng chức năng đã cẩu xe của họ đến một ngõ cách trạm BOT khoảng 50 mét. Do quá trình đôi co giữa hai bên, bốn lái xe này tiếp tục bị tạm giữ đến trưa ngày hôm sau. Vì nhóm lái xe này nổi tiếng trong dư luận phi chính thống với tư cách phóng viên chống tiêu cực và người phản đối các BOT giao thông, nhiều thành phần chống đối, bất mãn đã đồng loạt ca ngợi nhóm lái xe và công kích lực lượng chức năng trong vụ việc. BOT giao thông là dự án hạ tầng giao thông được thực hiện theo mô hình đầu tư BOT. Trong đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhà đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và thu phí trong một thời hạn nhất định, sau đó chuyển giao công trình đó cho nhà nước. Qua tìm hiểu, được biết từ năm 2017 đến nay, một bộ phận giới lái xe và dư luận đã liên tục phản đối mô hình BOT giao thông vì ba lý do chính. Thứ nhất, trong các dự án BOT đã thực hiện, cơ quan quản lý đều chọn nhà đầu tư bằng cách chỉ định thầu thay vì đấu thầu, và đều không tiết lộ thông tin về tài chính, pháp lý hay kỹ thuật của dự án, dẫn đến tình trạng thiếu công bằng, minh bạch, ưu tiên lợi ích nhóm trong khâu chọn nhà đầu tư. Thứ hai, nhiều nhà đầu tư đặt các trạm thu phí một cách tùy tiện, khiến các trạm hoặc quá gần nhau, hoặc thu cả tiền của những tài xế không sử dụng công trình BOT. Thứ ba, một số nhà đầu tư làm ăn thiếu trung thực, khi chỉ láng một lớp nhựa đường mỏng lên con đường cũ mà nhà nước xây sẵn, nhưng vẫn thu phí của người qua đường. Năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải giải quyết các bức xúc nêu trên bằng một phương án thiếu triệt để là giảm phí qua trạm BOT, khiến bức xúc của giới lái xe dâng cao. Lợi dụng tình huống này, Đảng Việt Tân và Hội Anh Em Dân Chủ đã cùng nhóm bạn hữu đường xa của giới lái xe tiến hành chiến dịch phản đối các trạm BOT bằng tiền lẻ. Trong chiến dịch này, một thành viên Hội Anh Em Dân Chủ là Thái Văn Đường đã cung cấp một lượng lớn tiền lẻ cho cánh lái xe để họ trả phí qua trạm BOT bằng tiền lẻ, khiến giao thông ách tắc vì nhân viên thu phí bận đếm tiền, buộc các trạm BOT phải chống tắc đường bằng cách đi xe qua mà không thu phí. Trong một dịp khác, khi gặp trạm BOT thu phí 25.000 đồng, lái xe nộp 24.000 đồng tiền chẵn, một tờ 500 đồng và ba tờ 200 đồng tiền lẻ, rồi từ chối di chuyển nếu trạm không trả lại đúng 100 đồng tiền thừa, từ đó gây ách tắc giao thông. Cây bút chống đối Phạm Đoan Trang ca ngợi rằng vụ này là mẫu mực của phương thức phản kháng dân sự phi bạo lực, trong khi cả Trang, Hội Anh Em Dân Chủ lẫn Đảng Việt Tân đều từng mở các khoa huấn luyện phản kháng phi bạo lực để làm cách mạng đường phố. Trong chuỗi hoạt động đó, chiều ngày 7 tháng 1 năm 2019, nhóm lái xe đã tụ tập để phản đối trạm BOT An Sương, An Lạc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, khiến chủ đầu tư là công ty IDCO phải xả trạm. Theo lời nhóm lái xe, thì dù trạm BOT này đã hết hạn thu phí từ tháng 1 năm 2017, chủ đầu tư đã xây thêm 4 cầu vượt ở quanh khu vực đó để xin gia hạn thu phí đến năm 2033. Nhóm lái xe phản đối phương án này vì cho rằng họ không đi qua cầu vượt thì không phải nộp tiền. Trưa ngày 14 tháng 1, bốn thành viên nhóm bạn hữu đường xa bao gồm Trương Châu Hữu Danh, Huỳnh Long và Đỗ Phương tiếp tục dừng ba xe hơi tại trạm BOT An Sương, An Lạc để gây ách tắc. Thay vì xả trạm như những vụ việc trước, lực lượng chức năng thông xe bằng cách cẩu ba xe vi phạm đến một ngõ vắng gần đó rồi chốt hai đầu ngõ. Huỳnh Long bị tách ra đưa đến địa điểm khác để làm việc, trong khi đó ba người còn lại từ chối xuống xe để làm việc khi công an yêu cầu, với lý do rằng họ sợ những người đeo khẩu trang mặc thường phục quanh đó vây đánh. Trong quá trình đôi co đó, nhóm lái xe dùng chức năng livestream của Facebook để tường thuật trực tiếp vụ việc, đồng thời gọi các thành phần chống đối bất mãn đến cứu viện cho mình. Do Huỳnh Long bị đưa đến địa điểm khác và công an không cho phép người ở ngoài đưa đồ ăn vào cho nhóm lái xe, họ hô hoán rằng Long bị bắt cóc, còn ba người còn lại bị giam lỏng, không cho ăn uống, đi vệ sinh. Vì nhóm lái xe này nổi tiếng trong dư luận phi chính thống với tư cách phóng viên chống tiêu cực và người phản đối các BOT giao thông, họ đã lôi kéo được một lực lượng lớn các thành phần chống đối theo dõi, bình phẩm, đưa tin về vụ việc. Đến trưa ngày 15 tháng 1, nhóm lái xe bắt đầu làm việc với công an
và bị xử phạt vì tội gây rối trật tự công cộng. Họ được ra về sau khi xử phạt. Trên Facebook và các cuộc phỏng vấn với báo chí nước ngoài, nhóm lái xe đưa ra hai thông điệp tuyên truyền về vụ việc. Thứ nhất, họ phủ nhận quan điểm của công an rằng họ đã có hành vi gây rối trật tự công cộng. Chẳng hạn trên BBC tiếng Việt, Huỳnh Long từ chối rằng bốn người họ không đi cùng nhau mà chỉ bị câu xe vào cùng một thời điểm. Lời này không đáng tin, vì họ cùng tham gia nhóm lái xe phản đối các trạm BOT, cùng ngồi uống nước vào sáng ngày 14 tháng 1 trước khi cùng dừng xe, từ chối trả tiền ở trạm An Sương An Lạc vào buổi trưa. Thứ hai, họ nói rằng các lực lượng chức năng đã vi phạm pháp luật, vi phạm hiến pháp khi đe dọa tính mạng họ, không cho họ gặp luật sư và giam lỏng họ, không cho tiếp tế thức ăn trong 12 tiếng. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy vụ việc này cần được nhìn nhận theo nhiều chiều. Trong những năm gần đây, đã có không ít tờ báo chính thống, đại biểu quốc hội và lãnh đạo chính phủ phản ánh những nhược điểm của hình thức BOT. Cuối năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo trạm BOT Cai Lệ ngừng hoạt động nhằm hạn chế những hậu quả mà trạm này gây ra. Vì vậy, không thể phủ nhận rằng mô hình đầu tư BOT đang tiềm ẩn nhiều vấn đề và Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm giải quyết tận gốc những vấn đề đó như nhiều lái xe mong muốn. Tuy nhiên, trong vụ việc ở trạm BOT An Sương, An Lạc hôm 14 tháng 1 vừa qua, nhóm lái xe cũng đang hành xử nhổ nhăng trên 3 điểm. Thứ nhất, về mặt pháp luật, họ đối lý hơn chủ đầu tư. Chủ đầu tư đã gia hạn hợp đồng của trạm An Sương, An Lạc thêm 16 năm, chứ không thu tiền vượt quá thời hạn cho phép như họ nói. Trong khi đó, khi cố tình đồng loạt dừng xe để gây ách tắc giao thông tại trạm, họ có thể bị xử phạt vì hành vi dừng xe, đổ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, theo quy định tại Điều 5, theo Nghị định 46/2016, NDCP. Trong tình huống này, lực lượng chức năng có quyền di dời xe của họ và xử phạt, như đã xảy ra trong vụ việc. Thứ hai, họ đã phóng đại các tình huống gay cấn trong vụ việc này. Thực ra, họ không bị công an giam lỏng, không cho tiếp tế, không cho đi vệ sinh. Chính họ chủ động không ra khỏi xe vì sợ. Họ cũng đã nói dối khi trả lời phỏng vấn rằng mình không đi cùng nhau, không phối hợp hành động với nhau. Thứ ba, không thể phủ nhận rằng trong các chiến dịch đấm BOT từ năm 2017 đến nay, họ đã phối hợp rất nhịp nhàng với những tổ chức công khai đặt mục đích lật đổ chế độ như Đảng Việt Tân và Hội Anh Em Dân Chủ. Trong khi nhóm lái xe gây tắc đường để phản đối các trạm BOT giao thông, Đảng Việt Tân cũng kêu gọi biểu tình gây tắc đường trên toàn quốc để lật đổ chế độ. Khi làm vậy, họ không hỏi xem người dân có sẵn sàng bị tắc đường vì những lợi ích lớn lao đó hay không. Vì họ dám làm mà không dám nhận và khiến nhiều người ngoài cuộc phải trả giá vì hành vi của mình, chúng tôi thấy lạ khi giới chống đối ca ngợi họ như những người dũng cảm,